Cơn bão số 3 đi qua đã để lại hậu quả hết sức nặng nề cho nhiều tỉnh thành miền Bắc. Trước tình hình đó, với tinh thần tương thân tương ái, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện của huyện Lang Chánh đã vận động quyên góp nhu yếu phẩm để vận chuyển kịp thời ra các tỉnh phía Bắc hỗ trợ cho người dân khó khăn. Trong chiều ngày 12 tháng 9, các mặt hàng thiết yếu như sữa, bánh, nước lọc, thuốc men, quần áo, chăn màn đã được người dân Lang Chánh vận chuyển đến nơi tập kết với tất cả tình cảm, yêu thương và mong mỏi giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn. Tại đây, đông đảo người dân đang khẩn trương phân loại, đóng gói các mặt hàng nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng của thiên tai tại các tỉnh phía Bắc. Những chiếc bánh chưng vừa được luộc chín, được sắp xếp ngay ngắn, chờ vận chuyển lên xe để mang đến cho người dân ở Hạ Hòa, Phú Thọ, một trong những địa phương hiện vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão. Chị Nguyễn Thị Hải Hà, khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lang Chánh chia sẻ, trước những thông tin đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, em và bà con Lang Chánh đều cảm thấy rất đau xót và mong muốn hỗ trợ phần nào giúp bà con ổn định cuộc sống. Thì trước hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 vừa qua trên các cái tỉnh miền núi phía Bắc, thì em cũng như là bà con tại thị trấn Lang Chánh cũng cảm thấy rất là đau xót. Thì cũng được sự tin tưởng của một số anh chị em, thì em cũng như là một số anh chị em đã đứng ra kêu gọi bà con chung tay giúp sức ủng hộ đồng bào lũ lụt trong cơn bão số 3 vừa qua. Hiện tại thì bọn em cũng đã nhận được rất là nhiều sự đóng góp ủng hộ của bà con. Như chiều qua thì bọn em cũng đã nhận được đóng góp là rất là nhiều gạo, lá rong, bánh đậu, thịt. Bọn em đã tổ chức và kêu gọi mọi người cùng giúp sức để bọn em gói bánh chưng. Ngoài ra thì đoàn của chúng em cũng nhận được rất là nhiều nhu yếu phẩm, ví dụ như là sữa, bỉm sữa cho trẻ em, cho người lớn, hoặc là mì tôm, nước khoáng, bánh mì ăn liền, rồi thuốc bỉm ạ. Hiện tại thì chúng em cũng đang tập trung nhân lực gấp rút trong chiều ngày hôm nay để tập trung phân loại, rồi đóng túi để cho kịp rạng sáng ngày mai, 1-2 giờ, tầm 1-2 giờ sáng là chúng em sẽ lên đường. Chỉ sau 2 ngày phát động, toàn huyện Lang Chánh đã quyên góp ủng hộ hơn 1.000 suất quà, bao gồm bánh, sữa, nước lọc, lương khô. Hơn 1.000 chiếc bánh chưng được gói tặng và nhiều nhu yếu phẩm khác như quần áo, chăn màn, thuốc men của người dân Lang Chánh được tập kết, sẵn sàng lên xe để vận chuyển về phía Bắc với mong muốn chung tay cùng cả nước, san sẻ, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai vừa bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.